Hi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ đây. Và hôm nay chúng ta đã tiếp tục quay trở lại với phần chơi Minecraft Skyblock Extreme rồi đây. Ở trong lần chơi trước đó các bạn, thì mình đã làm được cho mình một cái máy móc farm ở phía bên trên và một cái con Wither ở phía bên dưới đó các bạn. Kết hợp giữa con Wither và cái máy móc farm để chúng ta có thể tạo ra được những cái bông hoa Wither các bạn, hoa hồng Wither đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi qua phía bên kia mình kiểm tra xem. Mình thấy có một anh dân làng thương nhân ở phía bên trên thì phải. Mình sẽ sẵn tiện thì mình sẽ qua bay qua bên bển. Bay qua phía bên này để mình kiểm tra xem anh dân làng thương nhân này bán cái gì nha các bạn. Anh thương nhân này bán cho mình cái anh chồi non cây băng sam nè bạn. Không có gì đặc biệt hết, chỉ có là chúng ta có thể có băng xanh nè. Ồ, băng xanh này thì mình có thể mua được bạn ơi. Mình sẽ về lấy ngọc lục bảo qua mua trước khi mà mình sẽ kiểm tra cái hoa hồng quy đời của mình nha các bạn. Ở đây thì mình có ngọc lục bảo ở trong này đó bạn. Mình có một stack 7 cục nè, mình sẽ lấy vào phía bên bển mình mua luôn. Mua băng xanh để dành các bạn ơi. Băng xanh thì mình có thể làm cái hệ thống đường nước đó bạn, chuyển đồ đi rất là nhanh luôn. Và trên đảo của mình thì không có chỗ nào có băng hết, cho nên là mình sẽ mua băng của anh dân làng này thôi. Đây rồi, chúng ta sẽ mua một cái và mình có được cho mình 6 cục băng bơi. Vậy là mình chỉ mua được có 6 cục băng và chúng ta hết ngọc lục bảo luôn. À đây nè, đây. Mình còn 35 ngọc lục bảo nè. Nhưng mà chỉ được có 6 viên băng thôi à, 6 cái block băng thôi bạn, rất là ít. Bây giờ thì mình sẽ xuống phía bên dưới này kiểm tra xem chúng ta được bao nhiêu hoa hồng Wither rồi nha các bạn. Hiện tại thì mình cũng chưa có treo máy nhiều ở đây, và mình đi ngủ cho sáng cái đã trước khi chúng ta kiểm tra nha. Mình chưa có treo máy nhiều ở đây cho nên chắc là cũng không có nhiều lắm đâu các bạn. Cũng không có nhiều lắm đâu, quan trọng là cái hoa hồng nè. Ở trong này thì mình có đâu đó 1, 2, 3 và gần 4 tắc luôn bạn ơi, cũng khá là nhiều đó bạn. Gần 4 tắc hoa hồng Wither nè. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thêm thịt thối và xương nữa. Mấy cái này thì nó cũng không có quan trọng với mình lắm lắm đâu. Mình chỉ cần cái hoa hồng thôi bạn. Mình sẽ lấy hoa hồng ra nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi về ở phía bên đây nè bạn. Qua phía bên đây luôn. Mình qua phía bên đây để cho các bạn xem bên đây. Thì trong những lần chơi trước thì chúng ta đã có được một cái máy farm gas ở đây. Và ở dưới này thì mình còn dư những cái lồng burner nè bạn. Lồng burner này là của những cái con slam ấy, nhưng mà nó không hoạt động được. Và mình thì cũng đã có một cái chỗ để farm con slam ở phía bên dưới rồi bạn. Đấy, những em slime của mình đang được farm ở dưới này nè. Đấy, mấy em đấy sẽ được xử lý và cho chúng ta được những quả bóng nhờn ở phía bên dưới rất là nhiều luôn. Và hiện tại thì gọi tiếng con gắt. Hiện tại thì mình vẫn chưa biết sử dụng quả bóng nhờn để làm cái gì, nhưng mà trong tập ngày hôm nay chắc là mình sẽ sử dụng những cái lồng banner này, biến nó trở thành những cái lồng banner động vật đó bạn, để farm động vật nha. Ví dụ như farm em gà nè, với lại em heo chẳng hạn. Khi mà mình lần đầu tiên đến với cái phần chơi này các bạn, trên cái map này đó thì tác giả của cái map này có tặng cho mình những cái quả trứng nè, ví dụ như quả trứng heo nè bạn, heo nè và quả trứng gà nè. Mình có hai quả trứng gà và một quả trứng heo. Thì bên kia mình có ba cái lồng banner, thì mình sẽ sử dụng ba cái lồng banner đó để làm ba cái quả trứng này luôn nha các bạn. Thấy, biến thành hai cái lồng banner gà và hai cái lồng banner heo. Còn ở phía bên này thì mình qua phía bên này sẵn tiện thì mình qua phía bên này mình lấy luôn cho mình cái quả trứng bên đây nè bạn. Ở bên đảo này thì mình có quả trứng quỷ nè, hai quả trứng của quỷ lửa và ba quả trứng của cái con dung nham và hai chai kinh nghiệm. Hai chai kinh nghiệm thì mình thấy không cần cho nên là mình sẽ bỏ lại nha các bạn. Ở đây thì mình có ba quả trứng của hói dung nham. Hói dung nham thì mình đã có máy farm rồi cho nên là mình sẽ không farm nó nữa, mà mình chỉ lấy ra làm mồi các bạn ơi. Mình làm mồi cho những cái lồng banner nha. Bởi vì cái lồng banner đó bạn, mình có thể quăng cái quả trứng vô, quả trứng này nè bạn, quả trứng heo với lại quả trứng gà vô á, thì nó có tỷ lệ là nó spawn ra một lần, sau đó là nó mất tiêu luôn, nó không spawn ra nữa, nó sẽ chuyển lại cái trạng thái như lúc ban đầu đó bạn. Nó có thể sẽ chuyển lại cái em slime ở phía bên trong á, cho nên là mình cần phải có quả trứng khói dung nham để làm mồi cho nó bạn. Để farm động vật á thì mình cần phải có đất. Mình sẽ xin vài cục đất ở đây đi, đất có cỏ mới được nha các bạn. Mình sẽ lấy một vài cục đất ở đây thì mình sẽ lấy cho mình 3 cục đất thôi. Ở bên đây thì diện tích nó khá là hạn hẹp các bạn ơi. Nó rất là hạn hẹp luôn, cho nên rất là khó để mà làm chỗ cái spawn cho mấy em gà với em heo của mình. Mình sẽ đổ nước xuống phía bên dưới một chút đi. Mình sẽ đổ nước xuống phía bên dưới này một chút để chúng ta lặn xuống phía bên dưới. Và mình sẽ kéo xuống phía bên dưới này cho mình là 1, 2, 3 đúng không? Đây 1, 2 và 3 ô. Bây giờ thì mình sẽ lên phía bên trên để mình nghiên cứu xem. Chúng ta sẽ đập xuống phía bên dưới như vậy và sau đó thì mình cần có một cái khối đất. Khối đất thì mình sẽ đặt nó ở đây nè bạn. Khối đất thì mình sẽ đặt nó ngay chỗ này để cho mấy em gà của mình các bạn sinh sản đúng trên một khối đất thôi nha các bạn. Lần này thì mình thay đổi thiết kế một chút, mình chỉ sử dụng một khối đất để cho mấy em gà của mình sinh sản ra thôi, chứ không phải như mấy em cừu đâu.
thiết kế của máy farm mấy em cũ các bạn, do là nó có diện tích rộng á, cho nên là mình làm cái sàn rộng hơn. Còn ở đây thì mình sẽ làm cho nó lạ lạ một chút, là một block thôi các bạn. Đấy, một block như vậy nha. Ok, sau khi mà có được ở dưới cái lòng boner các bạn, mỗi một lòng boner bằng mỗi một cái cục đất á, thì mình sẽ bắt tay vào xây dựng cái sàn ở phía bên dưới. Cái sàn ở phía bên dưới bây giờ thì mình chỉ cần nhảy xuống phía bên dưới, xây dựng mở rộng ra thêm nè. Mở rộng ra thêm cũng như là vừa mở rộng ở phía bên dưới này thì cũng sẽ đập bỏ đi cái phần đất đá ở phía bên trên nè bạn, để những em động vật của mình nó có thể sinh sản ra một cách thật là đơn giản, thật là dễ dàng ở trên này nha bạn. Ở dưới này là cái trung tâm của cái lòng boner, thì mình sẽ ra cho mình khoảng là mỗi một cạnh đó bạn, ra cho mình là 3 ô nha. 3 ô như vậy nè, đó, 3 ô như vậy thì mình sẽ tương lai thì nó sẽ có một cái máng nước. Cái máng nước thì máng nước ở dưới này mình sẽ làm cho nhỏ thôi. Bởi bên trên đó là mình có một cái block để sinh sản thôi, cho nên là ở dưới này thì mình sẽ làm một cái sàn nước có 3x3 thôi là ok. Đâu có cần phải làm bự quá đâu bạn, làm nhỏ vừa đủ xài là ok rồi. Đây chúng ta sẽ, mình quyết định là sử dụng cái lòng boner này để làm cái một cái lòng boner heo bạn. Một cái lòng boner heo nha, cho em heo của mình. Còn hai cái bên kia thì mình sẽ sử dụng làm boner gà đi, là hợp lý luôn các bạn. Ở đây thì chúng ta có thể cắm đuốc lên đây để hấp sáng. Còn bên này thì mình sẽ kéo từ bên đó qua bên đây là 1, 2, 3 ô. Oh, nó vừa dính lại với nhau luôn bạn ơi, nó vừa kết nối lại với nhau khoảng cách là 3 ô luôn á. Ngon. Ở đây thì mình có thể đánh dấu lên một cái để chúng ta biết được đâu là trung tâm của cái lòng boner. Cái sàn thì chắc là mình sẽ kéo ra phía bên ngoài này thêm 3 ô nữa, thì nó thiếu một ô nữa bạn, cho nên là mình chơi luôn một ô nữa cho nó đồng đều nha bạn. Do cái lòng boner này ở phía bên trên nó hơi lệch một chút á, cho nên là ở đây nó hơi so le ở dưới. So le thì mình làm cho nó bằng luôn, thì nó sẽ là 4 ô đây bạn. Từ trong này ra 4 ô. Nói chung là 4 với 3 ô thì cũng không sao đâu, không có ảnh hưởng quá nhiều đâu bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ kéo qua luôn. Đấy, ở đây nó lại lệch nữa nè bạn ơi. Chỗ này với cái lòng boner này nè, với cái lòng boner bên đây thì nó lại lệch với nhau. Cho nên là mình cũng sẽ làm cho nó đều lại luôn. Đấy, làm cho nó đều lại luôn thì chúng ta sẽ xây dựng ở phía bên ngoài này. Vậy là chúng ta có 5 ô chỗ này nè bạn. Từ đây ra là 5 ô nha. 5 ô thì nó hơi bự luôn á. Rồi ok, sau hồi xây dựng thì mình đã có cái sàn ở phía bên dưới rồi các bạn, kết nối tất cả những cái lòng boner ở phía bên trên. Còn cái phần đá này thì chắc chắn là mình cần phải dọn dẹp đi cho nó gọn gàng và đẹp hơn nè các bạn. Đấy, dọn dẹp ở phía bên trên này luôn nha. Ok, và sau khi dọn dẹp xong cái phần đá ở phía bên trên cũng như là làm xong cái sàn ở phía bên dưới rồi nè các bạn, bây giờ thì mình cần phải ốp thêm cái giềng ở phía bên ngoài để mình có thể làm ở dưới này nè bạn, thành một cái máng nước nha. Cái máng nước ở dưới này thì mình sẽ làm vừa đủ xài thôi, nho nhỏ thôi. Đấy, chúng ta sẽ có một cái máng nước chuyển hết tất cả những cái con động vật ra phía bên ngoài kia. Và mình cần phải có thêm cho mình lên thêm một ô nữa mới được. Ở đây mình phải lên thêm cho mình thêm một ô nữa thì nó mới không nhảy ra phía bên ngoài được các bạn. Chứ một ô như vậy thì nó có thể nhảy ra được phía bên ngoài. Ô, phải, hồi nãy mình sử dụng cái hàng rào luôn hả bạn? Sử dụng cái hàng rào bằng đá đó thì nó sẽ đỡ phải xây dựng hai block như vậy. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, lỡ xây dựng bằng block rồi, cho nên là phải xây dựng lên hai block như vậy nè. Nó hơi cực một chút nhưng mà nó sẽ đẹp hơn cái hàng rào các bạn. Hàng rào bằng đá thì xây dựng mình sẽ nó xấu, cũng như là nó sợ có thể đứng ở sát vào một bề nữa bạn. Đấy, cái hàng rào thì nó sẽ nhỏ đó, nó có thể đứng sát ngoài bề thì nó đứng đó hoài luôn, là coi như là cái máy mình nó sẽ giảm sản lượng xuống đó bạn, nó giảm sản lượng xuống rất là đáng kể luôn ấy. Nên là mình sẽ làm block là nó hơi mất công một chút nhưng mà nó đẹp, nó cũng như là nó chất lượng hơn nha bạn. Đấy, bây giờ thì mình có thể sử dụng những cái quả trứng bạn, quả trứng của con thói dung nham nè, và mình sẽ bỏ vô trong, và sau đó thì mình sẽ bỏ trứng gà vô, bỏ cái quả trứng này vô trước đó bạn, để mà mình làm mồi á. Nếu như mà mình không có mồi á thì nó sẽ có thể bị mất luôn cái quả trứng gà của mình, mà mình không muốn mất cái quả trứng gà đâu, cho nên là mình sẽ bỏ cái quả trứng dung nham này vô trước. Đấy, nó spawn ra liền luôn bạn, nó spawn ra liền luôn, nhưng mà nó lại mất đi cái, nó vẫn còn y nè, nó vẫn còn y cái hối slime ở phía bên trong, cho nên là nó sẽ thất bại nếu như mà mình bỏ cái trứng gà của mình vô ấy. Cho nên là mình sẽ sử dụng cái mồi như vậy, và sau đó thì mình bỏ trứng gà của mình vô đó, nó sẽ chuyển thành cái boner gà rồi đó bạn. Đấy, như vậy là nó sẽ chắc ăn hơn nha. Không biết là lần trước mình may mắn hay sao đó bạn, cái lòng boner gas của mình bỏ một phát, bỏ một cái trứng gas vô trong luôn bạn ơi, nhưng mà nó không có bị mất đi. Chắc là do mình may mắn, nó có tỷ lệ hên xui hay sao á, mình không rõ nữa. Nhưng mà mình rất là may mắn cho lần trước. Ở đây thì cái lòng boner vẫn là cái lòng boner gà là ok rồi đó. Mình chỉ sợ là sau khi nó sinh sản ra thì nó lại chuyển thành cái lòng boner của con slam thì coi như là toan luôn bạn, tiêu luôn á, thất bại đó. Còn đây thì nó vẫn là con gà là ok rồi. Cho nên là mỗi lòng boner thì mình sẽ sử dụng, mình mồi bằng cái con gas nữa bạn. À, mồi bằng cái con hói dung nham vô nha. Đấy, nó sẽ sinh ra liền nè, thấy chưa. Và bây giờ thì mình sẽ đặt vô trong này là xong. Đấy, bây giờ thì xử lý mấy con dung nham này hết.
mấy con mắt ma, mấy con dung nham này nè, đấy, nó tấn công cũng khá là đau đó các bạn. Đó, đấy, mấy con bự này nè, mấy con bự này nó đánh đau lắm nha, và nó nở ra mấy con nhỏ nữa. Mình đánh mấy con này bằng cái củ khoai thần của mình đó bạn, thì chắc chắn là lát nữa chúng ta sẽ có cả đống luôn nè, cả đống cái kem dung nham luôn đó. Ở đây nè bạn, đấy, chưa gì hết mà chúng ta có được 31 kem dung nham luôn rồi. Ở phía bên này thì cái lòng Banner Hell, cái Banner Hell thì mình cũng sẽ làm tương tự như vậy. Kích hoạt bằng cái này và sau đó thì quăng cái này vô. Hay, chúng ta đã có Banner Hell. Ở dưới này thì mình mới thấy em Slam. À, cái em Khói Mắt Ma thì ở trên đó bạn ơi. Em ấy sinh ra ở trên và nhảy xuống này, đi xuống phía bên dưới luôn đi. Rồi xong. Ở đây thì mình sẽ lắp đường nước vô nữa là xong đó các bạn. Đường nước của mình thì mình sẽ lắp vô ở đây để mình tính thêm cái chỗ để mà mình xây dựng cái hệ thống xử lý thịt gà nha các bạn, xử lý mấy em gà để làm thành thịt gà cũng như thịt heo rồi đó các kiểu. Ở đây thì nước nó chảy ra tới ngoài này, nước chảy ra tới ngoài này các bạn ơi. Và ở trong này mình sẽ làm luôn ở trong này xem coi như thế nào nha. Ở trong này mình sẽ đặt ở trong này và bên đây một cái nữa thì múc lại hai sâu để dự phòng nha các bạn. Và ở đây thì nước mình kéo chỗ này ra thêm xem coi. Ở đây mình kéo ra thêm thì mình sẽ nước nó chảy ra tới ngoài này. Quên đập ở đây ra. Nước chảy ra tới ngoài này các bạn ơi. Vậy là chỉ chảy ra được tới ngoài này thôi, cho nên là mình cần phải hạ cái sàn này xuống thêm một ô nữa các bạn. Mình có sâu nước nè, mình sẽ đặt ở đây và hạ cái sàn xuống thêm một ô nữa mới được. Đấy, phải xuống thêm một ô như vậy để chúng ta sẽ xuống thêm một bậc nữa đó bạn. Nó kiểu như ruộng bậc thang vậy đó, xuống thêm một bậc nữa để cho nước nó chảy xuống phía bên dưới nha. Ở đây thì mình sẽ đập hết cái phần này ra để chúng ta hạ cái sàn xuống phía bên dưới như cái đã. Rồi ok rồi đó các bạn, bây giờ mình đã hạ được cái sàn xuống phía bên dưới. Mình chỉ cần có thể đặt nước ở trong này bạn. Bỏ một cái xô nước ở đây thì nó sẽ đẩy về phía bên đây và đưa vô trong góc. Cái góc này thì mình có thể bích lại luôn. À, bích lại luôn ở đây. Và mình sẽ làm một cái chỗ để xử lý xuống phía bên dưới. Thí dụ như là mấy em heo của mình sẽ được cho phía bên đây và đi xuống cái chỗ này và đưa xuống hệ thống xử lý để có thể có thịt heo cũng như là thịt gà cho mình nha các bạn. Ở đây thì mình có thể đặt nước xuống phía bên dưới. Mình sẽ làm cái chỗ ở dưới này trước để bạn. Mình sẽ đặt nước xuống phía bên dưới và lặn xuống phía bên dưới để làm cho mình một cái hệ thống xử lý ở dưới này. Kéo ở dưới này xuống phía bên dưới này luôn. Và mình sẽ kéo thêm cho mình một ô nữa các bạn. Thêm nhiều ô một chút để chúng ta làm cái sàn ở dưới này luôn nha. Kéo cái sàn dưới này ra luôn cho chúng ta có thể có chỗ đứng, đi lên đi xuống nó dễ dàng hơn. Ở đây thì múc nước lại được rồi đó. Cẩn thận nha, nước nó trôi mình té xuống dưới luôn ấy. Đó đó. Rồi được rồi đó bạn ơi. An toàn rồi, bây giờ thì mình sẽ làm thêm gạch đá đi. Chỗ này thấy vậy mà tốn kém gạch đá ghê luôn đó bạn ơi. Thấy ít vậy mà tốn gạch đá ghê luôn. Gạch đá thì hiện tại mình vẫn đang tiếp tục bạn. Tiếp tục nấu ở trên cái lò của mình á. Những cái hệ thống lò nung của mình á. Bỏ que lửa vô bạn. Bỏ que lửa với lại bỏ cái đá cuội vô trong là ok liền. Và ở đây thì mình có thể sử dụng cách nào đó để leo lên đây. Mình có thể bắt một cây cầu lên phía bên trên đi. Mỗi lần thì bắt cây cầu lên phía bên trên như vậy. Lát nữa thì mình sẽ lắp cầu thang dây vô để chúng ta leo lên nha. Còn bây giờ thì lắp cầu thang dây vô để leo lên luôn đi các bạn. Lắp cầu thang dây lên để leo lên phía bên trên. Ở dưới này thì mình sẽ làm cho mình một cái hopper các bạn. Một cái hopper nè, cái hopper thì đặt ở đây đi. Đó, cái hopper tầm này nè. Và trong này thì mình còn cái hopper hay không? Mình sẽ kiểm tra luôn. Chúng ta hết hopper rồi bạn ơi. Nhưng mà mình có sắt ở đây nè. Sắt này thì mình farm từ zombie đó bạn. Mình sẽ làm cho mình cái bàn chế tạo và sau đó thì mình sẽ làm thành những cái rương. Cái rương nè. Rồi sau đó thì cái rương này và thêm rương nữa bạn. Mình cần phải có cái hopper nữa mà. Mình cần phải có cái hopper nữa cho nên là chúng ta phải thêm 8 cục nữa thì chúng ta sẽ làm thêm một cái rương và có một cái hopper. Tiết kiệm sắt thì mình sẽ làm cho mình một cái hopper thôi. Sắt ở đây mình có rất là hạn hẹp cho nên là mình phải suy nghĩ tính toán thật là kỹ lưỡng trước khi sử dụng sắt đó các bạn. Mỗi lần sử dụng sắt là cần phải suy nghĩ rất là nhiều luôn. Dưới này thì chúng ta có một cái chỗ hopper dưới này và cái cục cát ở trên này đi. Hopper ở trên này mà. Đẩy nó ra một chút để mình có thể lắp cái hệ thống rương của mình. Rương chứa ở đây nè và hopper ở phía bên trong. Cái em heo này đứng cản đường tôi quá nha. Coi chừng té rồi, tôi đã nói là coi chừng té rồi. Ở trên cái hopper này thì mình không biết là trồng cái hoa hồng được hay không nha bạn. Mình sẽ thử xem trồng được hoa hồng ở trên cái hopper này hay không. Hoa hồng không trồng lên trên được cái hopper cho nên là mình có thể trồng lên trên cái mình phải đặt một cái block lên phía bên trên nhưng mà phải đảm bảo là cái hopper của mình nó có thể hút được ấy. Nó phải hút được xuống phía bên dưới. Chúng ta chỉ có một cái cách là sử dụng cái cục cát linh hồn mày ơi, đúng rồi. Cái linh hồn thì mình lần trước có xuống địa ngục đào cũng khá khá và cũng như là cái đảo địa ngục của mình đó bạn cũng có cá linh hồn nữa. Mà không biết bây giờ mình để đâu rồi nè.
không biết là còn trong này hay không. Chúng ta kiểm tra xem, hình như là có, ở đây thì không thấy, bên này có hay không, bên này cũng không có luôn. Hình như là cái đường ở dưới, đi xuống phía bên dưới coi, lằng nhằng quá các bạn ơi, bay lên bay xuống hoài luôn. Ở đây nè, ở dưới này nè, vậy động vật sinh sản là rất nhiều. Ở đây thì mình không thấy có luôn. À đây có rồi, trời ôi ôi, động vật đó. Ở đây quá trời luôn rồi bạn ơi, bây giờ thì lấy làm sao đây. Mình sẽ tranh thủ xây xong chỗ này cái đã. Rồi bây giờ mấy em heo mấy em gà xuất hiện dưới này quá trời luôn rồi. Chắc là mình phải đẩy mấy em ấy xuống dưới thôi chứ. Mấy em ấy đứng đây thì mở trên trên nó không có sinh sản ra được đâu các bạn ơi. Mấy cái lồng ở phía trên không có sinh sản ra được ấy. Cho nên là mình sẽ giải thoát cho mấy em heo thôi. Tạm biệt mấy em heo. Anh rất là tiếc nhưng mà anh phải tạm biệt tụi em thôi. Anh rất tiếc. Để thế hệ sau sinh ra thì chúng ta sẽ đẩy mấy em heo và mấy em gà của mình xuống phía bên dưới nha các bạn. Đẩy hết xuống phía bên dưới. Quá tội nghiệp mấy em này luôn. Nhưng mà đành phải vì tương lai và hy sinh thôi. Vì tương lai chúng ta phải hy sinh mấy em heo này thôi. Ở đây thì mấy em này lì quá bạn ơi. Mình sẽ sử dụng củ khoai thần để chúng ta có rất là nhiều thịt gà nè. Đấy, thịt gà có rất là nhiều luôn các bạn ơi. Wow, chúng ta có 12 thịt gà và ở đây chúng ta sẽ có được bao nhiêu thịt heo đây? 5 miếng thịt heo luôn bạn. 5 miếng thịt heo lên 8 miếng thịt heo. Vậy là chúng ta có tỷ lệ là tầm khoảng 5-4 miếng thịt heo một lần đánh một em heo đó bạn. Bởi vì cái củ khoai này có option là nhặt 10 nữa bạn. Đấy, ở dưới cái dòng lửa đó bạn có cái option là nhặt 10, đánh rất là ghê luôn. Ở đây thì ở đây sao mấy em gà đi ra ngoài được? Ở đây là do mình có một block đó bạn, cho nên là mấy em gà đi ra phía bên ngoài được. Mình phải chuyển thành một cái phiến đi. Mình sẽ làm thành cái phiến đi. Đó, cái phiến như vậy nè. Cái phiến như vậy để mình có thể up vô đây thì chúng ta sẽ có được chỗ. Và bây giờ thì phải lên phía bên trên. Lên phía bên trên đi ngủ cái đã. Ở trên này thì mình có thể cắm đốt cho sáng lên cũng được. Và mấy em gà của mình. Oh, mấy em gà có thể đi qua phía bên này được hả? Oh, có thể sinh ra và đi ra phía bên ngoài được luôn kìa. Ở gà rất là nhiều dưới này luôn. Mình còn thiếu cái xô nước nữa, đúng rồi, thiếu cái xô nước. Cái xô nước ở chỗ này nè, hình như là nhảy chỗ này nè. À ha, nhảy chỗ này thì ra là nhảy chỗ này ra hàng gì. Đó, có xô nước ở đây thì chặn chỗ này lại luôn bạn. Cái chỗ này thì mình sẽ lên cho mình thêm một ô nữa đi. Đó là sẽ không có kiểu gì, không có cách nào có thể trốn thoát ở đây được đâu. Tất cả sẽ được đi vào phía bên trong thôi. Đó, đẩy vào trong này luôn. Và kéo vào chỗ này luôn. Ở trên này sẵn tiện lúc tối đó bạn thì mình sẽ cắm nước luôn cho nó sáng lên nha bạn. Thấy chỗ nào tối thì mình sẽ cắm đuốc lên luôn. Và ở đây thì chỗ này hơi dư thừa thừa một chút. Nên là mình có thể đập bỏ ra và sửa chỗ này lại thành một cái đường đi qua phía bên đây luôn. Rồi kiểm tra xem. Ở bên đây hồi nãy mình bị bắn. Bị bắn rớt mất cái móc dây bạn ơi. Cái móc dây với lại redstone ở phía bên trên á. Redstone thì nãy mình đã sửa lại rồi. Còn cái móc dây này thì nó bị hư rồi hay sao á. Cái này mình phải sửa lại sao đi. Bây giờ thì tập trung vào chuyên môn ở bên này cái đã. Ở đây nè, đứng ở phía bên ngoài. Cũng lâu lâu cũng sẽ chạy xuống phía bên dưới thôi. Mình có thể sử dụng cái cửa sập các bạn ơi. Cái cửa sập để đánh lừa em ấy sẽ không biết và đi ra phía bên ngoài và rơi xuống phía bên dưới. Đi qua hệ thống xử lý của mình. Thấy như vậy là hợp lý hơn ấy. Hợp lý hơn nha. Và ở đây thì do đông quá các bạn ơi. Đông quá rồi cho nên cái phần nước. Mình cần phải có cái tấm bảng. Mình cần phải có tấm bảng chặn nước lại. Chặn nước lại mới được. Và đây thì có trứng gà các kiểu tùm lum tùm la thịt nè quăng xuống dưới đi. Cho nó đi vào trong cái hopper của mình. Đi vào hệ thống xử lý hết đi. Mình sẽ chế tạo luôn cho mình cái tấm bảng bằng gỗ văn sam đi. Là hãy thêm một miếng nữa mới đủ. Đấy, chúng ta sẽ có thêm được một miếng nữa. Và mình sẽ làm như vậy và chúng ta sẽ có được tấm bảng. Một phát ba cái tấm bảng luôn các bạn. Đấy, một cái ba tấm bảng thì mình có thể ốp ở dưới này để chặn nước. Ok chưa? Đấy, nước đã chặn lại và đi xuống phía bên dưới để kiểm tra xem mấy em của mình sẽ được. Hồi nãy do mình trồng cái hoa quy đỡ ở đây. Và ở đây do động vật đông quá các bạn ơi, cũng có thể bị chết đi nha. Và hồi nãy thì mình bị nước chảy xuống phía bên dưới đó bạn. Cho nên là cái hoa hồng của mình nó bị rớt xuống dưới này nè. Bây giờ thì mình sẽ lắp lại thôi. Đấy, trồng lên thì wow. Tốc độ xử lý của cái hoa hồng Wither này nó rất là kinh khủng luôn các bạn ơi. Chết đi rất là nhanh luôn. Ok đó. Ở đây thì mình có thể sử dụng cái cục kính thay cho cái phiến đá này đó bạn. Phiến đá này để chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ở phía bên trong cũng được á. Vậy thì mình có thể dễ dàng nhìn thấy ở phía bên trong xem coi có bị xử lý hay không đó bạn. Còn nếu như mà mình ốp cái phiến vô thì nó có thể cái tỷ lệ là khi mà cái em gà của mình á chết á thì mấy em ấy sẽ giăng cái lông ở phía bên ngoài nè. Giăng cái lông như vậy nè. Mình không muốn giăng ở phía bên ngoài cho nên là mình ốp kính lại luôn. Ốp kính ở đây thì sẽ chết. Mấy em heo của mình cũng sẽ được xử lý thôi. Bây giờ thì mình sẽ lên phía bên trên và mình sẽ đi qua phía bên nhà của mình để mình đi ngủ cái đã. Mình không có đem theo cái giường trên người. Cho nên là mỗi lần phải đi ngủ cực gì nè. Đó, phải bay 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 vậy.
Ở chỗ này là cái máy farm cừu của mình đó bạn. Đấy, farm của mấy em cừu thì mình làm rộng hơn, bởi vì nó có diện tích rộng ấy. Còn bên kia thì mình sử dụng một block thôi. Một block tính ra nó cũng sinh sản cũng rất là ghê luôn đó bạn. Sinh sản là liên tục luôn. À đúng rồi, hồi nãy mình nói là mình sẽ sử dụng những cái cửa sập nữa. Mình sẽ làm cho mình thật là nhiều những cái cửa sập. Cửa sập thì ở trong này mình còn hay không? Hết rồi bạn ơi. Mình không có cửa sập cho nên là mình sẽ làm cho mình luôn. Làm cho mình thật là nhiều cửa sập nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ chuyển gỗ hết ra thành ở đây và mình có là 3 cái đúng không? 3 cái 4. 3 x 4. Đấy, mình sẽ làm cho mình nhiều nhiều một chút để chúng ta sẽ làm 3 x 4 12 đúng không các bạn? 3 x 4 12. Mình sẽ xuống phía bên dưới này để up cho xem có đủ hay không. Hy vọng là đủ. Và dưới ở dưới hồi nãy mình không có hấp sáng đó bạn, cho nên nó vậy đó. Ở đây thì mình có những cái cửa sập nè. Mình sẽ up vô để đánh lừa mấy em gà của mình sẽ đi ra phía bên ngoài và rơi xuống phía bên dưới nha. Đó. Và tất cả thì sẽ được rơi xuống phía bên dưới. Ở đây một cái luôn. Oh, chết. Ở đây. Ở hên quá mình lụm lại được. Đấy, mấy em gà của mình thì đứng một hồi mấy em ấy cũng buồn bạn. Mấy em ấy cũng buồn và mấy em cũng cái chán á, cũng sẽ nhảy xuống phía bên dưới thôi. Nhưng mà mình vẫn muốn up cái cửa sập vô để mà cho nó đẹp hơn cũng được. Thì up cái cửa sập vô nhìn thấy nó chuyên nghiệp hơn các bạn. Nhìn chuyên nghiệp hơn và đẹp hơn. Và lấy lại. Rồi, ok. Đó, như vậy thì không biết là nó có phế hơn hay không. Không biết là có đánh lừa được mấy em gà hay là làm cho mấy em gà có thêm cái diện tích để đứng ở trên này thì không biết. Nhưng mà hy vọng là mấy em gà sẽ bị đánh lừa nha các bạn. Ở đây nè, mấy em heo sẽ bị đánh lừa hay không? Có chịu đi xuống phía bên dưới hay không? Đứng đây nhìn em heo một chút xem coi em ấy có chịu đi xuống phía bên dưới hay không nha các bạn. Hay là phải chờ thêm cái đàn em thứ hai đẩy xuống phía bên dưới đây. Mấy em gà của mình hoạt động rất là tốt luôn. Mấy em hai heo thì rất là lười biếng đi tới đi lui các bạn ơi. Đứng im một chỗ kìa. Đứng im một chỗ cho nên là không có rớt xuống phía bên dưới. Còn mấy em gà thì khi mà sinh sản. Ok. Em ấy đã đi xuống phía bên dưới và đi xuống phía bên dưới này. Như vậy là chúng ta đã có được rất là nhiều thịt heo và thịt gà luôn đó. Với lượng thịt heo, thịt gà này thì mình có thể trao đổi với anh dân làng giết mổ ở bên bên kia ngôi làng của mình đó bạn. Ở phía bên kia ngôi làng của mình thì mình có một cái lượng anh dân làng rất là đông luôn. Bây giờ thì mình có thể qua phía bên bển lấy thịt gà với thịt thịt heo này qua phía bên bển thử xem coi mình có thể đổi được hay không nha bạn. Mấy anh dân làng có chịu đổi với mình cái thịt gà thịt heo này hay không? Mình nhớ là mình có anh dân làng giết mổ ở bên đây nè. Anh dân làng giết mổ thì không biết, bây giờ đông dân làng quá rồi, mình chưa có thời gian để mở rộng cái ngôi làng này ra nữa. Bây giờ đông quá rồi mình không biết anh dân làng nào là anh dân làng giết mổ nữa. Đây nè bạn ơi, sau một hồi tìm kiếm thì mình đã phát hiện ra anh dân làng giết mổ đứng ở trong này, núp ở trong này nè. Anh dân làng giết mổ ở đây, chúng ta có thể sử dụng thịt gà để trao đổi với anh ấy. Để anh ấy, wow, chưa gì hết, mới trao đổi được có một lần thôi bạn ơi, hết mất tiêu thịt gà rồi. Chúng ta cần có rất là nhiều thịt gà, 14 thịt gà thì mới trao đổi được có một ngọc lục ảo thôi bạn ơi. Giá rất là chua, rất là đắt luôn ấy. Trời ơi. Thôi, ok, như vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình đã có được một chỗ farm gà với lại farm em heo rồi các bạn. Sắp tới thì mình có thể treo máy ở đó cũng như là gần máy farm đá. Ồ, chúng ta có thể treo được một trong hai. Ở mình có thể treo ở chỗ máy farm gas nữa bạn. Thì mình sẽ được vừa được gas luôn. Mình có thể đứng ở đây. Mình đứng ở đây nè. Ví dụ mình đứng ở đây thì cái lò burner này nó hoạt động, bên kia cũng dưới này hoạt động nè, ở đây cũng hoạt động và dưới này cũng hoạt động luôn. Nói chung là mình đứng ở đây cũng được nè. Đó, đứng ở đây thì mấy em gà của mình sẽ liên tục sinh sản cũng như là mấy em heo sinh sản ra. Chúng ta sẽ có rất là nhiều thịt heo với thịt gà tha hồ mà trao đổi với anh dân làng. Anh dân làng gì quên rồi, anh dân làng giết mổ rồi, chúng ta có ngọc lục bảo nha các bạn. Còn bây giờ thì sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một share cho video, cũng như là bạn nào chưa có đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để trong tương lai các bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi mà mình đăng cái video mới lên nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye.